Chào các bạn. Thì hôm nay mình có dịp thử Power Meal nên làm cái clip quay lại. Thì mục đích mình sử dụng Power Meal là để xử lý những cái tượng như thế này ở trên máy 50. Thì máy mình chạy khá là chậm nên hầu như là các thao tác mình đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ mình chỉ show lại thôi. Đó. Thì cái đường chạy là process finishing. Đó. Và nó giống như cái máy chạy trục xoay thôi. Như cách làm của mình thì cái thao tác này nó sẽ tạo ra các cái đường giao hướng tâm. Thì mình đã calculate rồi nên bây giờ mình chỉ show lại. Đó. Mình không có can lại tại can lại mất được cả tiếng đồng hồ ấy. Đấy. Thì tổng hợp các cái thao tác đó là như thế. Đường giao thì cũng đã được tạo rồi. Mình đã ẩn hết mấy cái đường giao chạy nhanh với thoát giao này nọ nên đây là những cái đường giao cụ thể mà nó sẽ ăn trên phôi. Thì để ý thấy ở đây có một số vùng là không được tạo ra điểm giao là tại vì các cái vùng nó bị khuất so với các phương giao nên nó sẽ không tạo ra được. Đó. Ví dụ như ở đây. Đó, các cái hốc chỗ này như này đó. Ngoài ra thì với cái cách tạo giao như vậy thì cái vị trí hốc như thế này cũng không được không ăn được nên nó sẽ còn lại đó. Cái phía sau thì còn một số vị trí chỗ này đó. Thì những cái vị trí như thế này một hồi thì tùy cái cách mà mình sẽ có tạo các cái đường giao phụ để xử lý một cách triệt để cái vị trí chỗ này. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ simulate nó. Tool số 2 cái máy này. Đó. Bật con dao lên. Thì cái thao tác simulate nó sẽ tốn khá nhiều thời gian nên cái phần này mình sẽ tua nhanh.
Rồi thì nó chạy mô phỏng xong rồi, mình cắt cái dao đi. Thì để ý đây, thì cái máy móc chỗ này nó phẳng lì, phía bên đây nó cũng phẳng lì. Đó là những cái chỗ mà dao nó không chạy vào được. Phía sau lưng thì tương đối là ổn, cũng có một vài vị trí nó chưa ăn hết nhưng mà cũng không lên đến nổi. À, ví dụ như thêm vị trí chỗ này, nó chủ yếu là mang tay phía dưới cằm đấy. Thì để xử lý những cái chỗ mà cái đường turn back này nó chưa chạy xong thì mình sẽ phải thêm một vài cái đường turn back ở cái vị trí này ở các phương khác để nó vét lại với cái phần này. Ngoài ra là để xem là cái vùng nào chưa được chạy thì mình sử dụng chức năng là remaining material này đó. Thì đó, thì sau khi mà chạy chức năng đó thì nó sẽ kiểm tra lại cái đường dao chỗ nào còn chỗ nào hết và cái đầu dày lớn nhất của cái chỗ chưa chạy là còn lại bao nhiêu, mình sẽ dễ dàng mình hình dung được. Đấy. Thì cái nguyên mẫu thì ở đây nó có họa tiết nè. Đó. Nếu mà chạy chuẩn thì nó sẽ ra được những cái vết như thế này. Còn bây giờ cái vùng màu tím, đó. Mình sẽ tập trung vào vùng màu tím và cái vùng chưa chạy xong. Đó. Thì nó có cái mái tóc ở đây, cái khăn này, cái phần vai chỗ này. Đó. Ừ. Cái phần thực chỗ này. Đấy. Thì thông qua cái thao tác này thì mình sẽ định hình được là cái khu vực nào nó chưa được chạy và nó cần phải được xử lý. Thì mình sẽ tạo một cái đường turnback mới để xử lý cái việc này. Rồi, ok. Thì cái clip này mình sẽ tạm dừng ở đây. Phần kế tiếp là mình sẽ làm các cái đường giao để chạy thêm cái phần chỗ này. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.